Xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em đến với kênh Chăm Sóc Đức Thắng anh em. Anh em coi con bé Tài nó đang kêu bằng chăm sóc cái tác phẩm của nhỏ. Mới đổ dầu vô chuẩn bị lên sóng cho anh em, đổ dầu trên cái đầu nó rịn, rịn ở dưới anh em ơi. Cái này lủng thùng dầu nữa ơi. Vậy cái lô này sao chứ này dính nhiều quá. Bây giờ nhờ con trai lắc xích quan ra trước tí xíu rồi con nha. Lắc nổi không? Đóng dầu nhiều quá. Hơi ra được rồi, bắt vô bắt quay liền. Rồi được rồi con trai. Cái này là văn ma ở Tết 80. Ngoại hình thì nó gì nè anh em. Trời ơi, bóng đèn không đứt luôn. Bóng đèn không đứt luôn Tài ơi, hai tiếng còn. Bóng đèn còn nhưng mà cái giá như kiến đâu mất tiêu chứ anh em ơi. Nè dây còn. Mà cái giá như kiến hàng xóm mượn đâu mất tiêu rồi. Ui này nó gãy bát anh em ơi. Gãy bát bởi cái giá nó rớt ra ngoài phải. Ngoại hình thì máy nó gì đây? Bộ quả dầu còn nguyên si, bong bóng nghiêng. Bong bóng nghiêng, thùng dầu thì nó gì nữa anh em. Nhưng mà em thông báo với anh em, hằng nãy đổ vô nó bị gịnh. Nó bị gịnh dầu rồi, giờ em bán nguyên hiện trạng gì cho anh em mình coi. Trừ tiền lại cái tiền cái thùng dầu cho anh em mà. Bây giờ anh em giá không thôi là anh em bỏ đồng bơm nước. Không cần thùng dầu mà vô canh á. Thì cái này giá cả nó sẽ hợp lý cho anh em mình tham khảo ha. Để em check cái này em nhìn mới thấy số được. Cái gì nhìn không thấy số. Có gì lau khô không chuyển cho dân Úc nhìn. Úc lau cái này coi. Máy này là máy chạy gió nha anh em. Dân ma Tết 80. Gió bao gì. Rồi nhờ con nghiêng ra giúp dùm Úc anh. À, máy thì còn rất là dơ, nói chung là tụi em chưa có rửa gì được nha nè, chỉ xịt nước sơ sơ. Số series của máy là 005765. Này anh em về chịu khó anh em rửa thêm á. Nó còn rất là dơ luôn mà. Anh em coi máy này, em nhìn cây tướng nó có bung chưa. Rồi bỏ xuống đi con trai. Máy này chỉ là có bung rồi anh em ơi. Anh em lưu ý là máy này bung rồi nha. Em nhìn ốc nó phải lắp là nó bung rồi. À, làm gì thì em nhớ cái máy này, nhớ có làm gì trong không Phụng? Máy này như con gum làm quá. Gum ơi con nhớ. Cái 80. Già làm. Phụng hả? Dạ Nhi, máy này làm gì Nhi? Xéo bắp à? Không có ốc nó phải lắp có mở rồi hả? Sấy giúp bắp anh em ơi, anh em lưu ý giùm em nha, lại sấy giúp bắp. Máy này sấy giúp bắp, em nhìn bé ngốc cái dấu chạy rõ ràng. Còn mặt ra trước để em quay cho anh em mình coi. Điện thoại em ai gieo tăng tăng chóng rồi. Bây giờ em xài hai cái điện thoại, còn một cái quay, còn một cái thì để dành nghe máy mà không quên, nãy em không có bỏ một túi anh em ơi. Anh em nào có đang gọi thì thông cảm giùm em nha. Còn nước này đã bị thay cống lô rồi nè. Cái này nó mất cánh chuồng chơi bằng tán nè. Nó có hai điểm yếu nha. Rồi nhờ con test hàng giùm cho bà con có bác nè. Em bán cho anh em với tình trạng là máy lủng thùng dầu nè. Dân ma ở đó 80. À, gió 3G. Lợi thế lớn nhất của cái máy này là chạy gió. Quay nhẹ nhàng chứ đó Tài, quay nhẹ gì cũng vậy nữa. Nó mới nó ngồi đèn còn cháy không? Ủa đèn còn cháy luôn, có con đèn nó lội vô ngoài mà nó cũng cháy nữa nè. Trời ơi sáng chạy quá chạy im anh em ơi. Anh em nghe tiếng máy anh em cảm nhận nha, máy này chạy ngon thiệt chứ. Giam đi tiếng chất lội. Còn đè máy dùm được không?
ngon quá, tiếng chắc quá. Mà bị bung muỗng anh em ơi. Luôn thấy giống bắp. Rồi nó gặp đi kìa. Nhờ con test lại cái này, khỏi cần lên da con đẩy vậy luôn ơi. Vừa bơm lên đẩy. Thấy con quay nhẹ nhàng quá chú không có tin. Anh em nhìn đứng đây nè. Quay nhẹ nhàng quá. Nhỏ đang thử sức. Nó đang thử sức quay hết nổi luôn rồi. Con cứ thoải mái, mình sẵn ở đây là mình test hàng cho bà con mình coi luôn, tôi vô tư đó, quay lấy giò đập xúc bắp luôn. Anh em thấy thợ em giữ chưa, diễn cái lực quá anh em ơi. Đây nè, cái đèn làm gì mà nó chạy. Mấy này gần thì giữ dần được chứ. Quá trời mấy này ngon. Quá gì mà này ngu. Thì bùng nó phải đắp. Mấy này chạy đá thì chứ. Tiếng nó đều cực kỳ luôn. Máy này là nó cho bạn nào. Máy của con gì đập không? Đúng rồi. Là máy này hôm qua là nó dính trên nước bắp nghe anh em, nước bắp gỗ. Em làm nói chung là máy này vấn đề là tính nó cho này. Bộ bạc dính. Em tháo qua bạc gin, lồng gin, trái gin. Nhưng mà đã có rút ra nghe anh em, rút ra là em giữ cái bộ bạc gin lại cho anh em, nói chung vệ sinh sạch sẽ trơn. Đó. Rồi cái nắp thì mình sẽ nắp lắp lại. Nhưng mà cái nắp á thấy lại gòn vẫn giữ riêng cho anh em nghe, tháo không ít miếng nào hết trơn, em đã vệ sinh sạch sẽ. Nhưng mà đáng tiếc nó hư cái một cái con nước ở ngoài trước rồi anh em, cái còi dẫn nước anh em thay con nước rồi thôi, chứ ngoài ra toàn bộ là riêng hết. Tức là giữ riêng lại cho anh em. Giữ riêng toàn bộ không có thay thế gì hết. Nói chung là vậy đó. Máy này đại bộ á, bộ nói ra ngoài vậy không có hả? Làm đi tịt lắm. Cái này làm lắm. Nói câu với chị nha chị ơi. Không bấm đồ là em kiểm tra đồ nhớt. Đồ nhớt rồi là kiểm tra cho anh em hoàn thiện hết cho này. Cả con im lắm nè. Em ra nhỏ quá nó bắt. Ừ, rồi em cũng xin báo giá với anh em mình luôn ha. Máy này vì lý do là đã bung rồi nghe nè. Máy này là vì lý do đã bung rồi nên em bán cho anh em là dưới thêm cái thùng dầu nó lủng anh em ơi, tiếc nó quá, cái máy chạy rất là chắc. Anh em tính anh em là ngày lô này dính lỗ nhiều quá. 4.3 nghe nè, 4.3 máy còn ngon lắm, ngon. Máy còn rất là ngon. Phí ship 400 rồi, cho anh xin nhắc lại lần nữa ha, đó 80 có bung rồi nhưng mà đồ gin hết, mở ra sấy xúc bắp. Thấy giúp bắp dính bạc rồi gắn lại cái bạc in anh em chứ không có thay. Bình dầu bị lũng bán anh em là 4.3, phí ship 400.000 anh em. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản ha anh em, nếu mà anh em chốt thì anh em chỉ cọc đúng cái tiền phí ship thôi, còn lại là anh em nhận hàng. Cái khâu đầu tiên nhất là anh em kiểm tra số series, sau đó đổ nhất test nha. Rồi cảm ơn con nhiều ở tài, chào tạm biệt anh em.